Hướng dẫn tự bốc lại ban thờ thần tài cuối năm đầy đủ và chính xác nhất tại Phong thủy Gia Cát. Chào mừng quý vị đến với chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh phong thủy hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, thì ông thần tài là ai và có những vị thần tài nào và tại sao mỗi gia đình đều thờ cúng ông thần tài ? Đó là những thắc mắc của khá nhiều người về vị thần đặc biệt này. Vì vậy, trong video ngày hôm nay thì hãy cùng với thầy Gia Cát chúng ta cùng tìm hiểu tất tần tật các thông tin thú vị về ông thần tài và cách lập ban thờ thần tài cũng như là việc bốc lại bát hương trong ban thờ thần tài cuối năm để có thể được may mắn và tài lộc suốt năm quý vị nhé. Tại Việt Nam, hình tượng ông thần tài thường được xuất hiện với hình ảnh một nhân vật râu tóc trắng bạc phơ, ngồi trên ghế vành, tay cầm vàng thỏi, khuôn mặt rất hiền từ và phúc hậu. Theo quan niệm dân gian thì ông thần tài là vị thần sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc cho gia đình nào thờ cúng ông. Đa số các gia đình thờ cúng thần tài đều được có những lần làm ăn phát đạt và có được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hình bóng ông thần tài luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dù ở các con phố hay là nơi nông thôn làng quê thì bạn đều có thể bắt gặp hình ảnh vị thần này được thờ cúng trong nhà. Còn đối với những người buôn bán thì việc thờ cúng ông thần tài từ lâu đã trở thành một thói quen trong tập quán của nhiều người vì sẽ giúp họ mua may bán đắt. Vậy nên mỗi dịp cuối năm quý vị cần phải lau dọn bao sái ban thờ thần tài sạch sẽ để ngày về ăn Tết được sạch sẽ thơm tho và ban phát tài lộc sung túc cho cả năm. Để bốc lại bát hương hay lập ban thờ thần tài mới không phải tự ý làm thế nào cũng được. Nếu biết làm đúng thì sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Nếu không biết làm mà làm liều, vi phạm những điều đại kỵ trong tâm linh thì sự việc hết sức nguy hiểm, khôn lường. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì ốm đau quanh năm, thậm chí là tuyệt mạng. Vậy nên để lập ban thờ và bốc lại bát hương đúng cách cần phải có được sự tư vấn của các chuyên gia. Quý vị đừng ngại ngần, hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn chi tiết và cụ thể nhé. Trong việc lập ban thờ thần tài, đồ lễ là thứ đầu tiên không thể thiếu được. Đồ lễ mang ý nghĩa tỏ lòng thành kính và cúi xin mọi việc được hanh thông thuận lợi. Đồ lễ để bốc lại ban thờ thần tài bao gồm những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu, cộng 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc là rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên, thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần phải chuẩn bị những vật phẩm sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của trời đất. Không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm. Với sự kết tinh của vũ trụ, san hô đỏ giúp mang lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá, mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, cho nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la.
có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có thêm một chỉ ngũ sắc. Theo sự tư vấn của thầy Gia Cát, sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng nguyên lý ngũ hành kim mộc thủy, hỏa thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây chính là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý, được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán Đôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy lộc tài gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt được vốn xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng đũ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy lộc tài gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình như sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau. Phụng thờ ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Ghi xong di hiệu ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa và hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát đã gửi cho quý vị, có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn, bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó, gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương.
Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng thần tài còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xong, bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xong xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch và nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn, để nụ trầm mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên trên ban thờ và cắm hương. Khi trầm đã cháy hết, tiến hành dâng bát hương lên ban thờ thần tài, an vị và thắp hương. Với ban thờ thần tài, vẫn cắm 5 que hương theo thuyết âm dương ngũ hành. Que 1 cắm ở giữa, que 2 cắm ở phía sau bên phải, que 3 cắm ở phía trước bên phải, que 4 cắm ở phía sau bên trái, que 5 cắm ở phía trước bên trái. Quý vị có thể theo dõi cách cắm hương và thứ tự cắm hương trên màn hình. Sau khi thắp hương xong, tiến hành khấn theo bài văn khấn mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Khấn xong hóa vàng mã hạ lễ, như vậy là đã xong thủ tục bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài. Thưa quý vị, trên đây thầy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc lại bát hương ban thờ thần tài một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Và xem xong video ngày hôm nay thì ai cũng có thể tự làm và bốc được bát hương thần tài cho nhà mình một cách chính xác và linh thiêng nhất. Trong quá trình bốc bát hương, quý vị cần tư vấn thêm thì hãy nhấc máy gọi ngay đến số hotline của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn sẽ tư vấn ngay cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.